Vâng, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Lucy. Ngày hôm nay thì nhà sành Lucy sẽ sale toàn bộ các mặt hàng quần kaki đồng giá là 180k trên một sản phẩm bất kỳ. Và khi mà quý anh chị chúng ta mua từ hai sản phẩm trở lên sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý anh chị chúng ta ưng mã nào thì vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để nhà sành Lucy tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho quý anh chị. Thời gian làm việc của nhà sành Lucy là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý anh chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Là con sản phẩm đầu tiên nhà sành Lucy giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế quần đến từ thương hiệu Uniqlo. Bác nào mà yêu thích cái tông màu đen, những cái thiết kế đơn giản dễ mặc dễ dùng thì quý chị có thể là lựa cho em này. Form dáng của em này sẽ là một cái thiết kế form dáng ôm. Chất liệu của mình là chất liệu kaki dày dặn và co giãn rất là tốt, nên là quý chị hoàn toàn yên tâm lựa cho em này mặc thoải mái dễ chịu, mà có thể là mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm đều rất là ok. Mã của sản phẩm sẽ là K705, chiều dài là 104, bụng là 86-94, đùi là 29 và ống là 16 cm. Thiết kế với các cái chi tiết cơ bản, túi trước túi sau đầy đủ cho quý chị chúng ta có thể là sử dụng, mình đựng ví tiền điện thoại. Tông màu của mình sẽ là cái tông màu đen trơn, đen full luôn, nên là các bác rất là dễ để mình sử dụng hàng ngày. Và mã của sản phẩm này sẽ là K705, một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo và sản phẩm còn rất là mới luôn. Tiếp đến thì sẽ là một thiết kế quần cũng với tông màu đen. Các bác nào mà chúng ta đang cần tìm kiếm những cái sản phẩm quần thiết kế đơn giản, dễ mặc dễ dùng để chúng ta đi chơi đi làm thì có thể là cân nhắc lựa chọn em này. Mã của sản phẩm là K706, chiều dài là 101, bụng là 82, đùi là 31 và ống là 17 cm. Chất liệu của mình cũng là cái hàng chất liệu kaki mềm, và em này cái độ co giãn của nó thì rất là nhẹ thôi, nhưng mà vẫn đảm bảo cho quý chị là chúng ta mặc cực kỳ thoải mái dễ chịu. Đặc biệt là cái phần cạp của mình sẽ là thiết kế cạp chun co giãn rất là tốt, túi chéo đằng trước này, túi đằng sau cũng đầy đủ để cho quý chị chúng ta sử dụng, mình đựng ví tiền điện thoại. Và mã của sản phẩm sẽ là K706, thiết kế tông màu đen rất là dễ để quý chị chúng ta phối đồ. Và tiếp theo sẽ là một sản phẩm với cái tông màu trắng này. Cho bác nào mà yêu thích những cái tông sáng màu thì màu trắng cũng là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý. Mã của sản phẩm là K707, chiều dài là 86, bụng là 74-80, đùi là 27 và ống sẽ là 17 cm. Dành cho quý chị chúng ta thường mặc quần size 27-30 thì mình có thể lựa cho em này. Form dáng của mình cũng là một cái form mặc tương đối ôm gọn gàng, nhưng vẫn đảm bảo cho quý chị là chúng ta mặc thoải mái dễ chịu. Chất liệu kaki dày dặn và em này sẽ là không co giãn, nên là form dáng quý chị chúng ta mặc đúng form, chuẩn form, rất là đẹp luôn. Yên tâm là màu trắng của mình là cái màu cũng rất là dễ phối đồ và mặc lên rất là trẻ trung. Quý chị chúng ta đừng ngại màu trắng dễ bắt bẩn, chúng ta bỏ qua những cái sự lựa chọn như thế này. Mã của sản phẩm sẽ là K707. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một thiết kế tông màu kem. Dành cho bác nào mà chúng ta muốn mặc sáng màu mà không muốn mặc màu trắng thì chúng ta có thể là sử dụng các thiết kế màu kem như thế này thì cũng rất là ok. Mã K708, chiều dài là 91, bụng là 80, đùi là 28 và ống là 15 cm. Với sản phẩm này thì chúng ta sẽ có hai cái đường kẻ màu đen ở hai bên ống quần. Form dáng của mình cũng là một cái form tương đối ôm, mặc gọn gàng cho quý chị lựa chọn mặc đi chơi đi làm. Thiết kế cơ bản túi trước túi sau và có thêm các phần đĩa quần để quý chị chúng ta sử dụng thêm dây lưng cho nó lịch sự cũng được. Và đằng sau này thì sẽ là một cái phần tem mác của nhà The Editor này. Và mã của sản phẩm sẽ là K708. Quý chị chúng ta coi lại toàn bộ form dáng của sản phẩm và chất liệu của mình sẽ là chất liệu kaki mềm, em này là hàng không co giãn và quý chị chúng ta mặc lên form dáng chuẩn chỉnh. Tiếp theo sẽ là một thiết kế với tông màu xanh rêu. Dành cho bác nào yêu thích những cái những cái kiểu dáng năng động trẻ trung thì quý chị có thể là lựa chọn cái tông màu rêu như này, mà cũng rất là đẹp. Mã K709, chiều dài là 98, bụng là 72-94, đùi là 22 và ống là 14 cm. Thiết kế mặt đằng sau sẽ là cạp chu này, đó, đằng trước thì sẽ là trơn cũng với đầy đủ túi chéo trước túi sau cho quý chị chúng ta sử dụng. Form dáng của em này sẽ là một cái form ôm, nên là bác nào muốn mặc gọn gàng thì chúng ta lựa cho em này. Chất liệu của mình sẽ là hàng co giãn siêu tốt luôn đấy, quý chị có thể thấy cái độ co giãn của nó rất là đỉnh. Mã của sản phẩm này sẽ là mã K709. Những cái mặt hàng này tuy là co giãn nhưng mà quý chị yên tâm là không hề bị nhão đâu, nên là quý những anh chị có thể là yên tâm mình giặt thoải mái. Tiếp theo sẽ là một thiết kế với tông màu xanh tham. Con này sẽ là một con siêu phẩm trong buổi live ngày hôm nay. Đây là một thiết kế đến từ thương hiệu Polo by Ralph Lauren này. Tem mác của mình sẽ là cái tem bằng da thật xịn sò. Cái sản phẩm này là một sản phẩm rất là đẹp nhưng mà sẽ sale luôn 180k cho quý chị chúng ta lựa chọn trong buổi live ngày hôm nay. Mã K710, chiều dài là 92, bụng là 78, đùi là 26 và ống là 15 cm. Thiết kế tông màu xanh tham, các bác chúng ta cũng rất là nhiều bác yêu thích cái tông màu xanh tham này, nên là các bác chúng ta nhanh
nhanh tay lựa chọn. Đây là một mặt hàng rất là đẹp trong buổi live ngày hôm nay. Quý chị có thể thấy cái phần cúc thôi nó làm rất là cẩn thận tỉ mỉ rồi. Bên trên có dập tên của Ralph Lauren này. Đó, chất liệu thì là cái chất liệu kaki dày dặn. Em này sẽ là hàng không co giãn, quý chị mặc lên form đúng form, chuẩn form. Và cái form của mình sẽ là một cái form gọn gàng, không quá ôm mà cũng không quá rộng. Mã của sản phẩm sẽ là mã K710. Các bạn mà chúng ta bỏ lỡ em này thì quá là phí đi, chỉ có duy nhất một chiếc này mà thôi. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm tông màu nâu bò. Đây cũng là một trong những cái tông màu mà được quý chị chúng ta rất là yêu thích. Em này thì cái form dáng của mình sẽ là một cái form rất là năng động, bởi cái gấu này nó được bo chun này, cái gấu bo chun co giãn rất là tốt và nó sẽ ôm gọn gàng vào cái phần cổ chân của mình. Mã của sản phẩm sẽ là K711, chiều dài là 89, bụng là 74-82, đùi là 24 và ống là 12-15 cm. Chất liệu kaki dày dặn và em này sẽ là hàng không co giãn. Nói chung là cái độ co giãn của nó cũng rất thấp thôi, nhưng vẫn đảm bảo cho quý anh chị là chúng ta mặc lên thoải mái dễ chịu. Bởi cái chất kaki của mình là cái chất tài liệu kaki, tuy dày dặn nhưng nó sẽ là cái chất liệu kaki mềm, nên là quý anh chị chúng ta mặc vẫn rất là đảm bảo. Mà đằng sau này sẽ là thiết kế bo chun này, những cái cạp chun là những cái cạp mà quý anh chị mặc rất là thoải mái dễ chịu. Và mã của sản phẩm này sẽ là K711, một thiết kế tông màu nâu bò mặc rất là trẻ trung năng động. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm với cái tông màu kem. Đó, con này thì sẽ có mã là K712, chiều dài là 106, bụng là 76, đùi là 23 và ống là 15 cm. Thích hợp cho quý chị chúng ta thường mặc quần size 29 thì có thể là lựa cho em này. Chất liệu của mình là chất liệu kaki dày dặn và co giãn cực kỳ tốt. Form của em này sẽ là một cái form mặc tương đối ôm. Đó, bác nào mà muốn mặc quần kiểu ôm cho nó lên form dáng chuẩn chỉnh thì quý chị có thể lựa cho em này. Thiết kế cũng với những cái chi tiết cơ bản thôi, túi trước túi sau cho quý chị chúng ta sử dụng. Mã của sản phẩm là K712. Đây sẽ là một thiết kế của nhà Uniqlo này. Và cái sản phẩm của mình là một sản phẩm còn cực kỳ mới. Đó, cho quý chị chúng ta coi lại toàn bộ form dáng. Tiếp theo sẽ là một thiết kế tông màu mi. Một thiết kế con này sẽ là thiết kế quần vải. Quần vải cũng rất là dày dặn và chất liệu vải mềm mịn, thích hợp cho quý chị chúng ta lựa mặc đi chơi đi làm, mặc hàng ngày đều rất là ok. Mã K713, chiều dài là 92, bụng là 76-82, đùi là 28 và ống là 14-17 cm. Cái phần gấu của mình sẽ là thiết kế bo chun ở đằng sau, đằng trước thì sẽ là suông như này cho quý chị này. Đó, đằng sau thì mình sẽ có thêm một cái phần bo chun nên là nó sẽ là gọn vào cái phần cổ chân của quý chị. Còn thiết kế của em này sẽ là đơn giản basic thôi, với cái tông màu này cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ, chúng ta sử dụng mặc hàng ngày. Mã K713. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm mà dành cho quý chị nào chúng ta yêu thích những cái sự độc đáo độc lạ mà nó phải kiểu bụi bặm một chút thì quý chị có thể lựa cho em này. Đây là một thiết kế kiểu quần với cái chi tiết nó là kiểu dằn di này, kiểu bộ đội. Mã của mình sẽ là K714, chiều dài là 94, bụng là 78-96, đùi là 27 và ống là 16 cm. Form dáng của mình là một cái form dáng suông, mặc lên không quá ôm mà cũng không bị quá rộng. Chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu co giãn rất là tốt. Ở em này cũng là một cái thiết kế quần kaki cực kỳ dày dặn luôn, đảm bảo lên form dáng rất là đẹp cho quý anh chị. Mã của sản phẩm sẽ là K714. Bên trên này sẽ là dập tên của thương hiệu này. Một sản phẩm của nhà Standing. Đây, bên trên này sẽ là trên cái phần cúc này cũng có dập tên của thương hiệu luôn. Đằng sau này sẽ là cạp chu này, đằng trước có cúc, có quá cẩn thận cho quý anh chị. Một con quần rất là dày dặn, mã K714, mặc lên cực kỳ là trẻ trung năng động. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một thiết kế quần mà có lẽ sẽ dành cho các bác nào chúng ta yêu thích cái phong cách kiểu công sở lịch sự thì quý chị lựa chọn em này. Nó sẽ là kiểu thiết kế kiểu chấm bi ở bên trên cái nền màu xanh than. Mã K715, với chiều dài là 101, bụng là 84, đùi là 28 và ống là 19 cm. Form dáng của mình là một cái form dáng suông, không quá rộng mà cũng không quá chật. Em này thì quý chị có thể là phối đồ với cái áo sơ mi này, áo polo, thậm chí là áo thun quý chị mặc vẫn rất là ok luôn. Đây là một thiết kế của nhà Rinoma, có tem mác đầy đủ xịn sò cho quý anh chị. Mã K715, một chiếc sản phẩm quần rất là đẹp, lên form dáng lịch sự nhã nhặn. Tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế tông màu xanh rêu. Bác nào mà muốn mặc những cái sản phẩm mà nó phải thật trẻ trung thì quý anh chị có thể lựa cái sản phẩm này của nhà Outdoor. Tem mác cũng đầy đủ này, cạp quần còn có thêm một cái đai nhựa cho quý anh chị điều chỉnh cái phần cạp này luôn. Mã sẽ là K716, chiều dài là 93, bụng là 74-78, đùi là 25 và ống là 15 cm. Form dáng của mình sẽ là một thiết kế form dáng ôm, đặc biệt em này là một cái chất liệu kaki siêu dày dặn. Con này sẽ là không co giãn mấy đâu, nó sẽ là hơi co giãn cho quý anh chị thôi, nên là mình mặc lên form
phong, đúng phong, chuẩn phong, chất liệu dày dặn, quý chị chúng ta giặt giũ thoải mái, không sợ bị ba. Nó chất vải cực kỳ xịn, mã K716, một thiết kế chính hãng của nhà Outdoor, và cái sản phẩm của mình cũng còn rất là mới luôn. Đó, lên form dáng rất là năng động, trẻ trung. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm với tông màu nâu bò, một thiết kế quần cũng rất là đẹp, hợp lý cho quý chị để chúng ta mặc đi chơi đi làm, đặc biệt là cái thời điểm gần Tết Nguyên Đán rồi, giáp Tết chắc là quý chị chúng ta cũng cần phải đi đây đi đó rất là nhiều. Mã của sản phẩm này sẽ là K717, chiều dài là 93, bụng là 80, đùi là 26 và ống là 13 cm, dành cho quý chị chúng ta thường quần size 30. Em này là một em rất là đẹp và còn rất là mới luôn. Những cái tông màu này thì mặc vừa trẻ trung mà vừa dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Thiết kế thì basic đơn giản, thuận tiện để cho quý chị chúng ta phối với tất cả các thể loại trang phục quần áo khác nhau. Mã của sản phẩm này sẽ là K717, một thiết kế quần với tông màu nâu bò. Con này sẽ là một thiết kế của nhà Uniqlo. Ở nhà sành đồ si thì cam kết với quý chị là toàn bộ hàng đều là hàng chính hãng hết, nên là quý chị chúng ta về chúng ta check thoải mái luôn. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần với tông màu kem này. Ở bác nào yêu thích những cái form dáng suông, mặc nhẹ nhàng lịch sự thì chúng ta lựa cho em này. Mã của sản phẩm là K718, chiều dài là 104, bụng là 88, đùi là 30 và ống là 20 cm. Form cũng tương đối là rộng này, dành cho bác nào mà thường mặc quần khoảng size 33-34 thì chúng ta có thể lựa cho em này. Cái ống của mình sẽ là kiểu cái ống côn, ống đứng, nó không quá rộng mà cũng không quá ôm đâu, nên là cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta sử dụng. Chất liệu của mình là chất liệu vải kaki mềm. Đó, vải kaki mềm mặc rất là thoải mái, dễ chịu. Phần trên cạp này sẽ là một cái thiết kế rất là đơn giản thôi. Các bác có thể là sử dụng thêm dây lưng nếu cần. Và mã của mình sẽ là K718. Sản phẩm tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế cũng với cái tông màu kem. Mã của sản phẩm này là K719, chiều dài là 98, bụng là 72, đùi là 28 và ống là 20 cm. Form dáng của mình cũng là một cái form dáng suông kiểu quần ống côn đó. Các bác có thể lựa em này, mình mặc đi chơi đi làm rất là ok. Cái phần khóa này, cái phần này sẽ là khóa cài, cũng rất là thuận tiện để quý chị chúng ta sử dụng. Và đặc biệt form dáng em này rất là đẹp luôn, rất là dễ mặc, dễ dùng. Mã của sản phẩm là K719. Chất liệu của mình cũng là chất liệu kaki mềm, dày dặn, đảm bảo mặc lên form dáng chuẩn form, đúng form mà lại rất là thoải mái, dễ chịu. Sản phẩm tiếp theo chúng ta cùng đến một thiết kế của nhà Uniqlo với cái tông màu ghi nhạt. Đó, những cái tông màu này cũng là những cái tông màu được quý chị chúng ta sử dụng rất là nhiều, bởi vì là mình mặc lên vừa trẻ trung và lại rất là dễ để phối đồ. Mã K720, chiều dài là 102, bụng là 74-84, đùi là 24 và ống là 15 cm. Form dáng của mình là một cái form dáng tương đối ôm, nên là bác nào muốn mặc gọn gàng thì chúng ta nhanh tay lựa cho em này. Chất liệu của mình cũng là cái chất liệu kaki mềm, và sản phẩm của mình sẽ là có cái độ co giãn cũng tương đối để đảm bảo cho quý chị chúng ta mặc sao cho thoải mái, dễ chịu. Cái phần cạp của mình cũng là đáp chun ở bên trong luôn, nên là cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta sử dụng em này. Một thiết kế chính hãng của nhà Uniqlo với mã là K720. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một thiết kế với cái tông màu tương đối là lạ mắt. Em này là một thiết kế của nhà Wu Jin. Mã của sản phẩm là K721, chiều dài là 97, bụng là 72-80, đùi là 28 và ống là 21 cm. Form dáng của mình cũng là một cái form dáng suông, ống tương đối rộng rãi, thoải mái cho quý chị chúng ta sử dụng. Và chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu vải rất là dày luôn, cực kỳ dày dặn. Em này sẽ thích hợp cho quý chị chúng ta lựa mặc đi chơi đi làm. Mà đằng sau này thiết kế cạp chu này, đằng trước đầy đủ cúc khóa cẩn thận, toàn bộ đều là hàng kim loại hết, nên là cái độ bền của nó rất là cao. Và đặc biệt em này sẽ là còn một cái sản phẩm còn cực kỳ mới. Phải nói sản phẩm quần này của mình là một cái sản phẩm như mới luôn. Nếu bác nào đang tìm kiếm những cái thiết kế quần vải đơn giản để chúng ta mặc đi chơi đi làm mà những cái màu sắc nó phải nhã nhặn lịch sự thì quý chị có thể lựa cho em này của nhà Gucci, mã K721. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một thiết kế cho bác nào yêu thích những cái phong cách độc lạ thì mình có thể lựa cho em này. Mã của sản phẩm sẽ là K725, chiều dài là 96 này, bụng là 92-96, đùi là 33 và ống sẽ là 22 cm. Form dáng của mình sẽ là một cái form dáng suông, ống tương đối là rộng rãi, thoải mái, chất liệu kaki mềm và nó sẽ là không có giãn, nên là quý chị chúng ta mặc đúng form, chuẩn form. Cái phần cạp này của mình thì sẽ có thêm một cái dây đai để cho quý chị chúng ta điều chỉnh cái cạp sao cho nó vừa vặn với cái số đo của mình, mã K725. Thiết kế túi cũng rất là rộng rãi, thoải mái cho quý chị chúng ta có thể sử dụng, mình đựng ví, tiền, điện thoại khi mà đi ra ngoài. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một thiết kế quần với tông màu xanh than, cũng là một cái sản phẩm với cái phong cách rất là năng động cho quý chị để chúng ta sử dụng, chúng ta mặc hàng ngày. Mã của sản phẩm này sẽ là K726, chiều dài là 104, bụng là 78, đùi là 29 và ống là 19 cm. Thích hợp cho quý chị chúng ta thường mặc quần khoảng size 29 thì có thể là yên tâm lựa cho em này. Cái dáng quần của mình sẽ là kiểu quần túi hộp này, nên là quý chị chúng ta mặc lên trông nó sẽ rất là năng động, trẻ trung. Đây, quý chị có thể thấy các phần túi có nắp, có khúc rất là cẩn thận. Chất liệu của mình sẽ là chất liệu kaki mềm và nó sẽ là không có giãn đâu, nên là quý chị chúng ta mặc đúng form, chuẩn form.
form này sẽ là một cái form tương đối gọn gàng, kiểu quần ống côn. Mã của mình sẽ là mã K726. Sản phẩm tiếp theo là một thiết kế với tông màu nâu nhạt, một thiết kế của nhà Global Work. Mã của sản phẩm sẽ là K727, chiều dài là 102, bụng là 84, đùi là 28 và ống là 18cm. Các bác nào chúng ta thường mặc quần size 32 thì có thể là yên tâm lựa cho em này một thiết kế quần thích hợp cho quý chị chúng ta lựa hàng ngày, mặc đi chơi đi làm, với chất liệu kaki rất là dày dặn, hàng không có giãn này, mặc lên form dáng đứng form chuẩn form, quý chị có thể thấy quần rất là mới luôn. Một thiết kế chính hãng của Global Work với thiết kế đơn giản, có túi trước túi sau đầy đủ. Mã của mình là K727, tông màu nâu nhạt, mặc trẻ trung năng động và rất là dễ để quý chị chúng ta phối đồ. Tiếp theo sẽ là một thiết kế quần vải cũng là của nhà Gujin đây. Bác nào mà yêu thích những cái tông màu đen truyền thống thì chúng ta có thể lựa em này, mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm rất là ok. Mã K728, chiều dài là 99, bụng là 76-80, đùi là 28 và ống là 22cm. Form dáng của mình là form dáng suông kiểu quần ống rộng. Nói chung là cái ống nó cũng không quá rộng đâu, nó cũng là thuộc dạng kiểu ống côn, ống đứng cho quý chị chúng ta sử dụng thôi. Còn cái chất liệu của mình sẽ là cái chất liệu vải dày dặn, quý chị chúng ta yên tâm là về mình rất là ưng cái chất liệu vải này. Vừa dày dặn nhưng nó vẫn đảm bảo cho quý chị là mềm mịn, nên khi mà mình mặc sẽ rất là thoải mái, dễ chịu. Và cái chất liệu vải quý chị có thể thấy là không hề bay, không hề xù. Mã sẽ là K728, một thiết kế chính hãng của nhà Gujin. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm tông màu ghi. Đây là một thiết kế của nhà Back Number, trong này sẽ là tem mác của thương hiệu. Và mã sẽ là K729, chiều dài là 98, bụng là 74, đùi là 24 và ống là 16cm. Thiết kế của mình là một cái thiết kế quần vải dày dặn. Đây cho quý chị chúng ta có thể coi kỹ cái chất liệu này, siêu dày luôn. Nên là mình mặc lên form dáng đứng form chuẩn form. Form em này sẽ dành cho bác nào yêu thích cái sự gọn gàng thì chúng ta lựa cho em này, bởi vì cái form của nó sẽ hơi ôm một chút. Và các cái thiết kế của nó cũng là những cái thiết kế cơ bản thôi, để quý chị có thể là quan sát kỹ một chút là cái chi tiết của sản phẩm. Mã của mình sẽ là K729, một thiết kế quần đến từ thương hiệu Back Number, phù hợp để cho quý chị chúng ta lựa mình mặc đi chơi đi làm. Tông màu ghi lên form dáng rất là đẹp và cũng rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một thiết kế tông màu xanh than. Các bác chúng ta cũng rất là hay sử dụng những cái tông màu xanh than như thế này. Mã của sản phẩm là K730, chiều dài là 103, bụng là 86 này, đùi là 30 và ống là 18cm. Quý chị chúng ta thường mặc quần size 33 thì có thể là yên tâm lựa cho em này. Sản phẩm này cũng là một cái chất liệu kaki mềm mại để cho quý chị chúng ta mặc sao cho thoải mái, dễ chịu. Nó sẽ là hàng không có giãn đâu, nên là mình mặc đứng form chuẩn form. Đặc biệt bác nào mà bụng to bụng bự chúng ta rất là nên lựa cho em này, bởi cái phần cạp của mình rất là rộng rãi này. Nó sẽ là lên tới số đo là 86cm, dành cho các bác chúng ta thường một quần size 33. Kiểu khóa của mình sẽ là khóa cài, rất là thuận tiện để cho quý chị chúng ta sử dụng. Túi trước túi sau đầy đủ, tông màu xanh than lên form dáng đẹp mà lại rất là dễ để quý chị chúng ta phối đồ. Mã K130. Sản phẩm tiếp theo thì sẽ là một thiết kế quần, có lẽ con này sẽ thích hợp cho các bác nào chúng ta kiểu trung tuổi thì chúng ta mặc cái màu này sẽ hợp lý hơn. Nó sẽ là kiểu phối cái tông màu nâu và có các cái đường kẻ tông màu đỏ này. Và mã sẽ là K731, chiều dài là 111, bụng là 90, đùi là 31 và ống là 20cm. Form dáng tương đối to, bác nào thường mặc quần size 35 thì có thể lựa cho em này. Form dáng của mình cũng là cái form suông này, ống đứng, không quá rộng mà cũng không quá chật, nên là các bác yên tâm lựa em này mặc rất là vừa vặn. Chất liệu của mình là chất liệu kaki dày dặn này, hàng không có giãn, mặc đúng form chuẩn form, thiết kế túi trước túi sau rộng rãi cho quý chị chúng ta đựng ví tiền điện thoại khi mà mình đi ra ngoài. Mã của sản phẩm là K731. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần tông màu kem, dành cho các bác nào yêu thích những cái tông sáng màu thì đây cũng là một cái sự lựa chọn tương đối là hợp lý cho các bác chúng ta sử dụng. Mã K732, chiều dài là 103,5, bụng là 82, đùi là 29,5 và ống là 18cm. Form dáng của mình cũng là cái form dáng suông, mặc cũng rất là đơn giản, dễ dàng cho quý chị chúng ta lựa mặc hàng ngày thôi. Chất liệu của mình sẽ là chất liệu kaki mềm. Em này thì cái chất liệu của nó sẽ là có cái độ dày dặn vừa phải thôi, không quá dày đâu, nên là bác nào mà muốn mặc kiểu nhẹ nhàng tình cảm thì chúng ta lựa cho em này. Còn nếu như mà muốn mặc các sản phẩm dày dặn hơn thì chúng ta lựa chọn các sản phẩm ở phía trước. Mã của sản phẩm này sẽ là K732, tông màu trắng kem, rất là trẻ trung và rất là dễ để phối đồ. Sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay sẽ là một thiết kế quần với tông màu nâu nhạt. Với mã là K733, chiều dài là 103, bụng là 98-104, đùi là 31 và ống là 18cm.
Form dáng của mình cũng là một cái form tương đối ôm gọn gàng, chất liệu kaki dày dặn và nó sẽ là hàng co giãn tốt này, co giãn siêu tốt luôn, nên là đảm bảo cho quý chị chúng ta mặc thoải mái dễ chịu. Và em này cũng là một cái thiết kế mà để cho quý chị chúng ta có thể dễ dàng chúng ta phối đồ. Tông màu này mặc cực kỳ trẻ trung và mã của mình sẽ là K733, một thiết kế quần đến từ thương hiệu Uniqlo, một thương hiệu đến từ Nhật Bản mà có lẽ nghe tên thôi rất là quen thuộc với quý chị rồi. Và đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay đến những giây phút cuối cùng và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự ưng ý. Và xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Đừng quên là ủng hộ Nhà Sành Lucy bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi Nhà Sành Lucy ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.